Và ở cái phần này có video đó Thùng muốn dành một ít thời gian để mà trả lời một câu hỏi mà tôi nghĩ là những bạn nào mà mới tham gia vào đầu tư đó cũng thường hỏi Thuận Cho nên Thùng muốn dành thời gian để mà chia sẻ đó chính là bạn có nên xem đầu tư giống như đánh bạc hay là không thường đã chia sẻ cái bài viết này trên mạng xã hội rồi nhưng mà Thùng muốn dành thời gian để mà nói chi tiết hơn một chút Thì đối với một người mà mới bước vào lĩnh vực đầu tư đó thì khả năng là sẽ dễ lẫn lộn giữa cái khái niệm đầu tư và đánh bạc Điều này đó thì cũng dễ hiểu thôi Tại vì các bạn thấy là thị trường tài chính tự do Cho các bạn mua bán nhiều loại tài sản Hàng nghìn cổ phiếu, hàng trăm crypto Vàng, bạc, các loại hợp đồng tương lai Hợp đồng quyền chọn vân vân Rất nhiều thứ các bạn có thể mua Và các bạn có thể uh, trade Cũng giống như các bạn bước vào một cái sông bạc gì đó Và cũng như là chơi uh, roulette Có nghĩa là call way đó Call way uh, có nghĩa là cái uh, game này Nhưng mà nào mà nhìn thì sẽ nhớ Đây là cái game roulette À, mà rất phổ biến trong nhiều cái à, sông bạc hay là tung xúc sắc hay là cá ngựa. Nếu như mà bạn đoán đúng đó thì bạn sẽ có lời và có thể là lời rất là nhiều. Và ngược lại đó thì bạn sẽ thua cháy túi. Trong cờ bạc cũng như trong đầu tư đó thì phần lớn đều thua, à, chỉ số nhỏ là kiếm được tiền. Cho nên nhiều người đó khi mà mới tham gia đầu tư thì cảm thấy được là đầu tư cũng như cờ bạc mà thôi, các bạn có thể thắng nhiều hay là có thể thua nhiều. Nhưng mà thật sự đó thì đầu tư và cờ bạc không giống nhau. À, bạn chỉ cảm thấy là nó giống nhau vì cả hai đã cùng cho bạn các loại cảm xúc giống nhau mà thôi giống như là từ hưng phấn đến phủ nhận à, đến chán nản hay là phẫn nộ vân vân nhưng mà đầu tư và cờ bạc đó khác nhau ở một điểm các bạn có biết điểm gì hay không đó chính là xác suất thua của một trò đánh bạc đó luôn cao hơn là xác suất thắng và bạn không thể quản lý được rủi ro cũng không thể áp dụng các chiến lược dựa theo lợi thế thời gian và sự thật đó thì thời gian là kẻ thù của bạn trong sòng bạc vì khi bạn cờ bạc đủ lâu đó thì nhà cái vẫn luôn thắng đầu tư đó thì không giống như là đi vào sòng bạc khi mà bạn bước vào sòng bạc đó thì bạn vào với tư cách là một khách hàng và sòng bạc đó đang phải chịu một cái rủi ro là mỗi lần mà bạn bước vào đó thì bạn có khả năng rời đi với số tiền nhiều hơn là bạn tham gia tuy nhiên về lâu dài đó thì nhà cái sẽ luôn thắng tại vì sao vậy tại vì chủ sòng bạc đã thực hiện giải trình với một số trò chơi mà họ cung cấp để đảm bảo sòng bạc sẽ thắng nhiều hơn là thua. Chủ sòng bạc đó chấp nhận rủi ro, nhưng mà đó là rủi ro được tính toán với tỷ lệ cược có lợi cho họ. Thì để các bạn hiểu rõ hơn đó, các bạn thấy được là giống như chúng ta nói tới một trò chơi rất phổ biến đi, đó chính là à, trò chơi à, si hay là blackjack. Thì à, tùy theo là các bạn Chơi trò chơi này ở đâu, mỗi sông bạc nó sẽ mỗi khác Nhưng mà nói chung nữa thì cái uh, quy trình nó cũng như vậy Và cái phần thắng đó thì trung bình là người mà chơi Seagate, chơi Blackjack Thì tỷ lệ thắng các bạn chỉ có 42.22% mà thôi Còn nghiêng về là bên sông bạc Thì uh, tỷ lệ thắng của họ là hơn 57, gần như là 58% Tại vì sao? Thì có nhiều yếu tố, à, họ có nhiều cách Mà một trong những điều rất rõ ràng là các bạn nên biết là nhà cái đó thì... Uh, là người lúc nào cũng sẽ kéo bài cuối cùng à, Thì họ không cần phải cho các bạn thấy bài Họ sẽ thấy được các bạn kéo bài trước Và đương nhiên các bạn nào mà hơn 21 điểm Thì coi như là là các bạn đã thua rồi Họ không cần phải tự kéo Đó là một lợi thế rất là lớn Và còn nhiều lợi thế khác như là à, Họ có những cái side bet vân v, v. À, Thuận thì cũng không có rành mấy vấn đề này Nhưng mà Thuận muốn chia sẻ để các bạn hiểu được Đó là toàn bộ là có tính toán hết giống như là chúng ta nói tới trò chơi roulette gì đó, hiểu đơn giản hơn là roulette thì các bạn tham gia trò chơi này xác suất thắng của các bạn đó, cho dù là các bạn chọn đỏ hay là đen, thì xác suất thắng các bạn đó vẫn thấp hơn là nhà cái. Tại vì sao vậy? Các bạn có thể thấy được là đỏ hay đen thì 50-50, không phải. Tại vì các bạn có thể thấy được là trên cái bàn roulette thì vẫn có màu xanh hay là trên màn hình này là màu trắng đó chính là không và hai con số không thì uh, chơi các bạn chỉ chọn đỏ hay là đen đó, thì phần thắng vẫn nghiêng về là bên nhà cái tại vì vào hai con số này thì các bạn sẽ thua chứ đừng nói tới là các bạn chọn uh, một trong những con số thì sẽ suất thắng nó còn thấp hơn rất nhiều uh, thì đó là những cách mà sòng bạc giải trình cho nên các bạn được là họ mở sòng bạc ra để mà kinh doanh uh, sòng bạc nguyên nhà tráng lệ uh, đâu phải là để các bạn tới để thắng tiền đâu cho nên so sánh với đầu tư đó thì không đúng tại vì so sánh với đầu tư đó thì bạn uh, khác một chỗ là các bạn có thể áp dụng được các chiến lược để mà tăng khả năng lợi nhuận hơn là giảm đi rủi ro có nghĩa là khi mà bạn đầu tư đó thì bạn tham gia với tư cách là người bán hoặc là người mua người mua đó thì nghĩ là giá thấp người bán thì nghĩ là giá đang cao người mua và người bán đó thì dựa vào dữ liệu thông tin tính toán rủi ro khả năng lợi nhuận khi mà quyết định mua hay là bán thì một nhà đầu tư cũng có thể là bị lỗ và cũng có lúc là có lời không có gì đảm bảo 100% hết, nhưng mà nếu một nhà đầu tư áp dụng cái chiến lược à, quản lý vốn và có kỷ luật thì có thể tạo ra lợi thế và kiếm được lợi nhuận bền bỉ. Đầu tư không phải là để tránh rủi ro, đầu tư là chấp nhận rủi ro được đo lường và cân nhắc để tạo lợi nhuận lâu dài. Trong đầu tư đó thì người chiến thắng là người có chiến lược và khả năng quản lý rủi ro tốt hơn người khác. Theo một cách đơn giản, khi bạn bước vào casino thì bạn là người đánh bạc, khi bạn kinh doanh casino thì bạn là một người đầu tư. Hy vọng là câu trả lời này nó không phải dài lắm và có thể giải thích được cho các bạn cách nhìn về đầu tư và cờ bạc khác nhau ở cái điểm nào. Nói tới đầu tư đó thì tôi muốn nhắc các bạn là hôm nay là sinh nhật lần thứ 92 của Warren Buffett. Thì cho dù là Warren nghĩ sao về crypto hoặc là cổ phiếu công nghệ đó thì tôi nghĩ là ai không muốn mình đến tuổi 92 mà còn gân như vậy. Nếu như bạn là người đầu tư giá trị đó, trung bình giá và đầu tư dài hạn thì bạn có nhiều điểm giống Warren hơn là bạn nghĩ. Với tài sản hơn 100 tỷ đô la, Warren là một nhà đầu tư vô cùng kỷ luật và có nhiều câu nói nổi tiếng. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Nhưng bạn nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho công đồng của thùng Capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, Bitcoin hay là Binance và những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình và một lần nữa thuận cảm ơn các bạn đi dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it, till I'm doomed in a casket I ain't playing, gotta...